quy đi tăng đinh năng bồn nhà pha lăng ma già về cha ta tha na cha nan đi đề hòa gần tòa đi về đình sắp bề lộ cầm hi về sắp ta chỉ quan ta hà ra hệ tu ca ma nôn nhân phổ cha năng sắp bề lập phản tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành với thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đa lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con ngồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chủng đền hầu mặt nghe có người làm phước được hại lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng cũng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ôn dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sánh an mạng trường xin thâu phước báo cũng dược qua thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Y đăng vô nhà tỳ năng hồ tu su ki ta hồn tu nhà ta vô nguyện thân nhân bạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh cảnh. Y đăng quá ta mê buồn nhân a sa quắc kha gia quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà con đã trong sạch làm đây hãy làm ổn dân lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngụ ngầm nơi tâm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Ma, dạ, Nam Mô Sân Khai Giá. Con đã xong phần lễ bài tam bảo và thọ trì quy giới. Con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Phước báo trong sạch có được trong ngày hôm nay, con kính dâng đến cho Ngài Trí Đức cùng với quý sư có mặt trong đạo tràng cũng như quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, mong rằng phước này Ngài trợ quý Ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh, bồ đề tâm kiên cố, sớm thành tựu đạo quả giải thoát. Và con cũng chinh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý vị luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Bồ Tát Má. Và con đã thấy có thầy kinh vào đạo tràng rồi. Dạ, con xin quý vị trong đạo tràng cùng với con đọc bài tịnh pháp sư hôm nay ạ. Nam mô ta sa bà ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bụt đà sa. Nam mô ta sa bà ga wa tô a ra ha tô samma sambuddhasa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Brahma cha loka thi bát tì sa ham bát tì ca tăng cha li an thi hoa răng a ya cha tha san ti tha sat tap para chak ka cha ti ka đề xê tu thầm măng á nu cầm bi măng bát chăng sát thầm phê rinh quý na dân cha ca dân xuất tình cha bản thân á phi thầm má chăm măng á cô ta dành tô cha tu sắc cha đành đăng bắp bồ tha này dê bà đi xa và mặt chê. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, kính cảm ơn thầy kinh đã vào room Phật giáo Nam Truyền để dạy di diệu pháp cho chúng con. Và bây giờ con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Ma, Nam mô Sa Khà Ya. Dạ, kính lễ sư Trí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng cũng rung. Thầy chào tất cả quý vị.
Nghe rõ, alo, 1, 2, 3. Rõ không? Rồi. Rồi, trước khi vào buổi học mà chúng ta cùng nhau chắp tay đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Sappatthibbano Bhagavato Sāvaka Saṅgho Saṅkhaṃ Namāmi Samma Sambuddhammatulang Sacchathammanuttamang Abhivadiyapasissang Abhidhammatthassanang. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong kỳ diệu pháp. Dạ, mô tà dạ, đặc mô tà mạ, đặc mô sinh. Dạ, nâng nhị. Trình cũng như thường lệ ha, đọc Pali trước, rồi sau đó vài câu đố vui, và chúng ta đi vào bài học. Rồi, xin mời MC làm việc nha, xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mây, dạ, Nam Mô Sẵn Khai. Dạ. Dạ, con xin đọc phần Bali hôm nay ạ. Mitsaka Sangha Hồ, toát yếu những hỗn hợp pháp đoạn một. Mitsaka Sangha Hề, Chá Hề, Túc. Lô phô đồ sô mô hô á lô phô á đồ sô á mô hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có sáu nhân: một tham, hai sân, ba si, bốn vô tham, năm vô sân và sáu vô si. Sát tát cha nan ga ni quý tắc cô quý cha rô bi tí sô ma nát sang e cắt gá ta đô ma nát sang u bách kha. Có chi thiền là một tầm, hai tứ, ba hỷ, bốn lạc, năm định, sáu ô và bảy xả. Đoà đa sa mắc gành gà ni samma ditthi samma sankappo samma vacca samma kammanto samma jivo samma vayamo samma sati samma samathi miccha ditthi miccha sankappo. Dạ, để con kéo xuống. Mít cha qua gia mô mít cha sa ma thi có 12 chi đạo là một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, tám chánh định, chín tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Và đọc luôn đoạn 2. Phá quy sát tình ri già ni chắc khôn ri giang sô tin ri giang gà nên gà nên ri giang chi quyền ri giang ca yên ri giang ít thiên ri giang bú ri xin ri giang chi quy tiền ri giang ma nền ri văn su khiền ri văn đúc khiền ri văn so ma nát xin ri văn đồ ma nát xin ri văn u bát khiền ri văn sát thiền ri văn quý ri diền ri văn sát tiền ri văn sa ma thiền ri văn bệnh nhìn ri văn a nhành a nành nhà tát sa mi tin ri văn anh nhìn ri văn
Anyata Winriyang. Có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là 1 nhãn căn, 2 nhĩ căn, 3 tỷ căn, 4 thiệt căn, 5 thân căn, 6 nữ căn, 7 nam căn, 8 mạng căn, 9 tâm căn, 10 lạc căn, 11 khổ căn, 12 hỷ căn, 13 ưu căn, 14 xả căn, 15 tính căn, 16 tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 vị tri đương tri căn, 21 dị tri căn, 22 cụ tri căn. Na wa ba la ni sát tha ba lăng, quý ri ya ba lăng, sát ti ba lăng, sa ma thi ba lăng, bệnh nhà ba lăng, hỷ rí ba lăng, ốt tắp ba ba lăng, á hỷ rí ca ba lăng, á nốt tắp ba ba lăng. Có 9 lực là 1 tính lực, 2 tấn lực, 3 niệm lực, 4 định lực, 5 tuệ lực, 6 tàm lực, 7 quý lực, 8 vô tàm lực, 9 vô quý lực. Dạ, con đã đọc xong hai đoạn, kính cảm ơn. À, cô Châu Nguyễn đã bớt bài, con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng, con kính mời dì kế tiếp đọc bài ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Sang, con kính lễ cô Tu Nữ Như Pháp. Con xin kính chào thầy kinh, con xin chào toàn thể đạo tràng, và con xin phép được đoạn đọc đoạn ba. Chất tà rô a thi pa ti chan tha thi pa ti vi ri ya thi pa ti chi tà thi pa ti vi măng sa thi pa ti. Có 4 yếu tố tăng trưởng thượng tâm là 1 dục, 2 cần, 3 tâm và 4 thẩm. Chatta ro ahara kapalika ro aharo passo dutiyo mano sanchetanya tatiyo vinyanang chatuttang. Có 4 loại vật thực là 1 đoàn thực, 2 xúc thực, 3 tư niệm thực và 4 thức thực. Indriye su pa panetha sota patimak gành nhà năng a nhành nhà tassa mi tình ri yang arahatap ha pa lạnh nhà năng anh nhà ta huynh đi rằng mách chế cha nhà na ni anh nhi ri ya ni ti pa bút chan ti chỉ quy tình đi rằng cha ru pa qua se na du quy thằng hồ ti. Bây giờ trong những căn ý tưởng, ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng chứng ngộ, có nghĩa là tu đà hường đạo tuệ, vị chi đương chi căn, tức giữ lưu đạo trí. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ, có nghĩa là A-la-hán quả tuệ, cụ chi căn, tức là A-la-hán quả trí. Trong các căn ở giữa, dĩ chi căn, tức là sáu trí. Mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Đoạn 4. Banh cha quỳnh nhà nề xúc cha nặng gà ni a quê ri dê su ba li a hê tu kê su mắc gành ngà ni na lập phản ti tất thà
vị chi kích cha chít tê ê các gà ta mắc kinh ri ya ma lạc phà quăng na gác cha tí đi đi hệ tu ca tí hệ tu ca cha quan nề quên qua nhà thà sam pha quăng apit pati eko wa la pati. Các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các tâm vô nhân. Cũng vậy, trong nghi tâm, nhất là nhất hành không thể trở thành đạo chi hay căn hay lực. Trong bốn tăng thượng, dục cần tâm thẳng, chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha hề tu bành cha trà năng gà mắc gần gà na qua quát thu tổ số ra sinh đi dâm thầm mà cha ba la thầm mà na quê ri ta cha ta rô thi ba tít bút ta ta tha hà ra tí sát ta tha cú sa la đi sâm mà kinh nhô bút tổ mi sa ca sang ga hồ. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thể ấy có 4 yếu tố ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong phương cách bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin phép mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính chuyên đề kinh. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Khả Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, dạ thưa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang. Dạ con kính lễ quý chư Tôn Đức Tăng, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ thưa cô Nhung ơi, cô hồi nãy cô cầm mic xong rồi nó bị rớt á cô. Dạ cô cầm mic lại nha, con xin phép được post bài ạ. Dạ con kính mời cô ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Sư Phúc Sang. Con kính lễ Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ. Kính chào Thầy, dạ, kính chào Đạo Tràng. Con xin đọc bài ạ. Misaka Sangaho, toát yếu những hỗn hợp Pháp, đoạn 1. Misaka Sangahe, cha hề tu lô phô. Đô sô, mô hô, a lô phô, a đô sô, a mô hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân, 1
tham, 2, sân, 3, si, 4, vô tham, 5, vô sân và 6, vô si. Sắc tất trà năn gà ni quy tắc cô quy trà rô bì tí sô ma na sang e các gà tà đô ma na sang u bê kha. Có bảy chi thiền là một tầm, hai tứ, ba hỷ, bốn lạc, năm định, sáu ưu và bảy xả. Đoà đa sa mắc gần gà ni sầm mà đi thi sầm mà sang cáp bồ sầm mà hoa cha sầm mà cầm măn tô sầm mà chi vô sầm mà hoa gia mô sầm mà sa ti sầm mà sa mà thi mít cha đi thi mít cha sang cáp bồ mít cha hoa gia mô mít cha sa ma. Có 12 chi đạo là một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, tám chánh định, chín tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Đoạn 2. Ba quỳ sa tin ri già ni chắc khôn ri giang sổ tin ri giang kha nin ri giang chiều phin ri giang ca dìn ri giang ít thìn ri giang bú ri xin ri giang chi quy tin ri giang ma nin ri giang su khin ri giang đúc khin ri giang so mana sin ri yang do mana sin ri yang ubekhin ri yang satin ri yang wiri yin ri yang satin ri yang samathin ri yang bành nhìn ri yang a nhanh nhà tát sa mi tin ri yang anh nhìn ri yang anh nhà ta win ri yang. Có 20 căn hay quyền khả năng kiểm soát là 1 nhãn căn, 2 nhĩ căn, 3 tỷ căn, 4 thiệt căn, 5 thân căn, 6 nữ căn, 7 nam căn, 8 mạng căn, 9 tâm căn, 10 lạc căn, 11 khổ căn, 12 hỷ căn, 13 ưu căn, 14 xả căn, 15 tín căn, 16 tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 vị tri đương tri căn, 21 dĩ tri căn, 22 cụ tri căn. Na wa ba la ni sa tha ba lang quy ri ya ba lang sa ti ba lang sa ma thi ba lang bành nhà ba lang hi ri ba lang ot ta pa ba lang a hi ri ta ba lang a not Tạp ba ba lăng. Có 9 lực là 1 tín lực, 2 tấn lực, 3 niệm lực, 4 định lực, 5 tuệ lực, 6 tàm lực, 7 quý lực, 8 vô tàm lực, 9 vô quý lực. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang. Dạ con kính đảnh lễ quý chư tôn Đức Tăng, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa cô Hạnh Kiểm ơi, cô có cầm mic đọc bài được không cô? Hồi nãy con thấy
cô cứ bị ao ra vô mấy lần á cô. Dạ con không thấy bàn tay của cô. Dạ thôi con xin phép được đọc bài ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhung, con cảm ơn cô Meta đã cho con biết tín hiệu ạ. Đoạn 3. Chattaro Adhipati Chanda Adhipati Viriya Adhipati Chitta Adhipati Vimansa Adhipati. Có 4 yếu tố tăng thượng tâm là 1 dục, 2 cần, 3 tâm và 4 thẩm. Chattaro Ahara Kapalikaro Aharo Faso Dutiyo Mano Sanje Tana Tatiyo Vinya Nang Chatut Thang. Có 4 loại vật thực là 1 đoạn thực, 2 xúc thực, 3 tư niệm thực và 4 thức thực. Indriye Supanetaso Ta Patimak Gajnanang Ananya tassa mitindriyang arahat pafalana nyanang anyata windriyang matre cha nyanani anyindriyani tibawutjanti jiwitindriyang charubarubawase naduwitang hoti. Bây giờ trong những căn ý tưởng, ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đà hoàn đạo tuệ, vị trí đương trí căn tức dự lưu đạo trí. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là A-la-hán quả tuệ, cụ trí căn tức A-la-hán quả trí. Trong các căn ở giữa, vị trí căn tức là sáu trí, mạng căn gồm cả hai, sắc mạng căn và danh mạng căn. Bạn chấp quỳnh nhà nề su trà nàn gà ní á quý rí dê su ba là ní á hề tu kề su mắc gàn gà ní ná lá phẩm tí ta thà quý chí kích trà chít tê ê các gá ta mắc gền rí á ba lá phà quần ná gắt trà tí đi hề tu cá tí hề tu cá trà quá nề su ê quá gá thà sàm phá quần Adhipati eko walafati. Các thiện chí không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, đạo chí không thể tìm được trong các vô nhân tâm. Cũng vậy, trong nghi tâm, nhất hành không thể trở thành đạo chí, căn hay lực. Trong bốn tăng thượng, dục cần tâm thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha hệ tu bành cha trà nàn gà mắt gàn gà ná quá quát thú tù, sô lá xền rí giá thầm mà, cha bá lá thầm mà ná quê rí ta. Chattaro Adhipati Vutta Tatha Hara Disattatha Kusala Disama Kinno Vutto Misaka Sangaho. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thế ấy có 4 yếu tố ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ thưa con đã đọc xong, dạ con kính ơn thầy, dạ con kính tri ân đạo tràng. Dạ con không có thấy bàn tay của ai đọc bài nữa đó, con kính dâng bích lại cho thầy, con kính thỉnh thầy cho lớp học bài pháp ngày hôm nay ạ. Dạ con kính dâng bích lại cho thầy ạ. Xa thấp, xa thấp.
Rồi chắc khác ai đọc không? Rồi bây giờ mình vô tới chương trình đố vui có thưởng. Mời quý vị tham gia cho lấy 10 điểm nha, coi bữa nay ai đoạt giải quán quân nữa hơn. Từng rồi ai vậy? Từng rồi ai đoạt giải quán quân nha? Từng rồi hình như là Châu Nguyễn hả? Từng rồi. À, có ta, dạ xa, đúng sao. Này ráng cho con ta lấy giải cái quán quân cho con ta. Rồi, câu số 1. Trong các loại tâm sở, trong các loại tâm sở phải, tâm sở nào có khả năng, tâm sở nào có khả năng làm biến chất tâm, làm biến chất tâm trở nên bất thiện hoặc thiện? Rồi, đó là câu hỏi trong các loại tâm sở nào nó có khả năng, nó có cái năng lực để nó làm cho cái tâm nó biến chất không? Rồi, suy nghĩ nha, suy nghĩ chút xíu nha quý vị, suy nghĩ lên lấy 10 điểm cho ngon lành ha. Để thôi cô với ta ráng nha, thôi khắp người là cái dành giành điểm. Rồi, xin mời quý vị nha. Dạ thưa thầy, cái câu hỏi này con thấy nó lạ lạ làm sao. Thưa thầy, trong các loại tâm sở nào có khả năng làm biến chất tâm trở nên thiện hoặc bất thiện? À, con xin thử trả lời câu này xem thầy. Bởi vì là trong các tâm sở thì những cái tâm sở nó đi tâm sở thiện, nó đi chung với tâm thì được gọi là tâm thiện, mà tâm sở bất thiện nó đi chung với tâm thì được gọi là tâm sở bất thiện, có nghĩa là trong ta là một cái tâm mà nó đi cùng với cái tâm sở nào đó tương ứng thì nó chính tên của nó là như thế thưa thầy. Như là tâm sở bất thiện mà nó đi với chung một cái tâm thì nó gọi là tâm bất thiện, mà tâm sở thiện mà đi với cái tâm đi với một cái tâm thì gọi là, tâm thiện. Con xin được trả lời như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con. Rồi, ngồi xuống đi, mời cô Mát Ta. Mời cô Mát Ta lên lấy 10 điểm cho con. Có người làm cai chưa lấy được rồi. Dạ Nam mô Bụt Tha Dạ Nam mô Tham Ma Dạ Nam mô Sằng Kha Dạ. Dạ cảm ơn pháp nguồn, cảm ơn cô Châu Nguyễn cho biết đã nghe được âm thanh của con rõ. Dạ con xin bổ túc ý kiến của cô pháp nguồn. Con xin đọc lại câu hỏi. Trong các loại tâm sở nào có khả năng làm biến chất tâm trở nên bất thiện hoặc thiện? Thì thưa thầy, câu trả lời của con là trong các loại tâm sở thì con thấy là cái tâm sở tự tha biến hành đó là bảy tâm sở, đó là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạn quyền tác ý.
thì trong đó con thấy là cái tâm sở tác ý đó là nó quan trọng. Nó có thể biến chất cái tâm trở nên từ bất thiện trở thành thiện. Và con xin thí dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ khi một cái tâm bất thiện mà nó sanh lên, là tâm bất thiện sanh lên là do tâm vô nhân, tâm quả bất thiện vô nhân sanh lên. Thí dụ như giờ con gặp một cái cảnh mà nó rất là xấu, cảnh mà điêu tàn, cảnh rất là xấu, nhưng mà nhờ con khéo tác ý, con gặp phải những cái xấu đó, nhưng mà con khéo tác ý là con nói là đây là những cái nhân, cái quả mà mình đã làm từ trước, thì bây giờ mình, con không có sân, con không sân. Và con tác ý là con nói bây giờ mình muốn được tốt, được đỡ khổ thì mình phải biết tu tập, mình chấp nhận, mình biết tu tập để mà mình đỡ khổ, chứ con không có sân. Thì như vậy thì tâm sở tác ý đó, nhờ con khéo tác ý thì con sẽ không có gặp được những cái, con không bị những cái bất thiện mà con tiếp tục nữa, mà con sẽ biến chất cái tâm đó đi. Hoặc là con thí dụ như một cái vụ khác, thí dụ như bây giờ con gặp một cái đau khổ khác, thì tâm bất thiện vô nhân nó sanh lên. Thí dụ như là con phải xúc chạm với những cái mà nó làm cho cái thân con đau đớn, đó là bất thiện. Nhưng mà con khéo tác ý là con nói là bây giờ mình phải ráng vượt qua, chứ không thể, con không có sân lên. Thì như vậy thì cái tâm tác ý của con đó, tâm sở chetana đó, thì nó đã biến được qua từ bất thiện qua thiện. Dạ, con xin câu hỏi trả lời của con như vậy, không biết có đúng hay không thầy. Dạ, con xin trả máy cho thầy. Đây đâu có nói gì tới tác ý, không tác ý gì đâu, tác ý con. Đọc câu hỏi lại, quý vị đọc câu hỏi kỹ lại nha. Tâm sở nào có khả năng, hay là những chỗ đó nhấn mạnh cho đó ha. Vì bởi vì tâm mình bình thường nó trong hộ kiếp mà, giờ nó có cái tâm nào có khả năng làm biến chất trở thành bất thiện hoặc là thiện, chứ không phải biến chất thiện qua bất thiện, hai cái nó khác nhau ha. Nhắc lại chứ đó. Rồi mời quý vị lên làm lại nha, suy nghĩ lên nói lại nha. Dạ, con thưa thầy, câu hỏi là trong các loại tâm sở nào có khả năng làm biến chất tâm trở nên bất thiện hoặc thiện? Dạ, đó là cái nhóm tâm sở biến hành và tâm sở biệt cảnh, tức là 13 cái tâm sở tợ tha. Khi nó đi với tâm thiện thì nó thành thiện, mà khi nó đi với tâm bất thiện thì nó thành phát thiện. Đó là câu trả lời của con. Dạ, con sai, xin thầy bổ sửa lại. Con kính thầy.
lộn ý rồi, đọc kỹ câu hỏi lại vậy, đọc kỹ câu hỏi lại nha, đọc lộn ý rồi, suy nghĩ là chút xíu đi. Thư ký này, suy nghĩ lên, thư ký nãy giờ có hai ba người ta lên ta nói rồi, thư ký cho Nguyễn lên nói cho đúng rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tam Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh con. Dạ, cảm ơn cô Pháp Ngôn, cảm ơn cô Kim Nhung. Dạ, con xin bổ túc cái câu trả lời của con, là con xin đọc lại các loại tâm sở nào có khả năng làm biến chất tâm trở nên bất thiện hoặc thiện. Thì con xin bổ sung là trong 13 tâm sở tợ tha, thì thứ nhóm thứ nhất là 7 tâm sở biến hành, đó là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý. Thì con thấy chắc, con xin bổ sung là chắc cái tâm sở trí tuệ đó, tâm sở mạn quyền đó thầy, thì có thể mình nhờ có trí tuệ, nhờ có cái tâm sở trí tuệ này mà có thể biến chất tâm trở nên bất thiện hoặc thiện. Và con xin bổ sung vậy, không biết có đúng không thầy. Và con xin trả máy cho thầy. Câu dễ quá, sao ai cũng nghe tôi nói không vô ra. Cho Nguyễn nghĩ ra chưa? Pháp Nguồn làm trai của Hồng Dung rồi mà, dễ quá, câu dễ quá rồi. Dạ thưa thầy, con thử trả lời một lần nữa. Trong các loại tâm sở nào có khả năng làm biến chất tâm trở nên thiện hoặc bất thiện? Dạ thưa thầy, câu này không có đúng, bởi vì là không thể là một tâm mà có thể trở nên làm cho nó biến chất trở nên thiện hoặc bất thiện được ở đây ạ. Ví dụ như là gồm 7 tâm sở biến hành thì nó đi chung với 121 tâm. Còn có 6 cái sở hữu biệt cảnh bên kia thì nó đi với cái tâm nào thì tùy từng cái trường hợp của nó riêng. Và còn cái 14 sở hữu bất thiện này thì nó luôn đi cùng với những cái tâm bất thiện. Còn cái về phần sở hữu tịnh hảo thì 19 sở hữu tịnh hảo thì nó biến hành trong những cái tâm tịnh hảo. Còn 3 sở hữu giới phần, 2 sở hữu vô lượng và 1 sở hữu trí tuệ thì nó đi với những cái sở những cái tâm tịnh hảo, nhưng mà tùy từng trường hợp của nó. Cho nên là cái câu hỏi này không có đúng, con xin phép được trả lời như vậy. Con xin được xin mic ạ. Tưởng lên bổ túc gì ngon lắm, lên nói vòng vòng chẳng lắc. Rồi mời con bé ta. Dạ, Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ bây giờ con có một cái ý kiến khác là con nhớ lại là tâm sở thì nó đồng sanh, đồng diệt, đồng biết, đồng nương đối với tâm. Thì như vậy trong cái câu hỏi là hỏi cái tâm sở nào mà nó có khả năng làm biến chất tâm trở nên bất thiện hoặc thiện, thì con thấy là như nãy giờ quý vị cũng đã nói là khi tâm sanh lên thì nó nhờ có, nếu mà thiện thì các tâm sở thiện trong nhóm thiện, tâm sở tịnh hảo sẽ đi theo. Còn nếu mà
cái tâm bất thiện sanh lên, thì tâm sợ bất thiện nó đồng sanh lên. Thì con nghĩ là hỏi là tâm sở nào mà có thể làm biến chất, thì con nghĩ là không có tâm sở làm biến chất được hết. Mà khi hãy tâm thiện sanh lên thì cái tâm sở bất thiện cũng đồng sanh lên. Mà khi nào tâm thiện sanh lên thì tâm sở tịnh hảo nó sanh lên, chứ không thể tâm sở mà làm biến chất được tâm. Thì câu trả lời của con là như vậy, không biết có đúng không thầy? Con thấy là câu hỏi này là theo con thì không có tâm sở nào mà nó làm biến chất được cái tâm hết. Dạ, bởi vì nó đồng sanh, đồng diệt, đồng nương, đồng biết, thì không có thể nào mà nó làm biến chất được. Thể loại thiện thì có tâm sở thiện đi theo, loại bất thiện thì có tâm sở bất thiện, chứ nó không thể làm biến chất được. Dạ, con xin trả máy cho thầy. Này, con mấy ta đi theo pháp nguồn Lào Cai luôn, lên núi Tam Sư Ban luôn. Tam Sư Ban gì đó. Rồi, mời pháp nguồn. Thầy ơi, thầy nói dễ mà con thấy không dễ thế nào, bao nhiêu người lên họ nói rồi toàn sai thôi. Thì con xin được trả lời thêm một lần nữa, mà nếu mà sai thì thôi luôn. Dạ thưa thầy, có phải là tâm sở tư không thưa thầy? Bởi vì tư thì nó là nghiệp, cho nên là nó sẽ nó chính là cái tâm sở mà nó có khả năng biến chất tâm trở nên thiện hoặc bất thiện. Dạ, con xin được trả lời như vậy. Con xin phép được xuống mic. Cái này người ta kêu là đóng mò đó. Đóng mò. Pháp Nguồn Lào Cai không biết đường đi lên núi, rồi nó dắt quý vị đi đóng mò luôn, rồi chết cả đám luôn. Rồi, mời quý vị là tiếp đi, mời. Dạ, con thưa thầy, trả lời kiểu nào cũng không đúng ý thầy hết thầy. Thì con theo con thì con thấy tâm chỉ là biết thôi, tâm chỉ là biết, biết đơn thuần. Còn nó đi với tâm sở bất thiện thì nó là tâm thiện, mà nó đi với tâm sở thiện thì nó là tâm, nó đi với tâm sở bất thiện thì nó là tâm bất thiện, mà đi tâm sở thiện thì nó là tâm thiện, nó mang cái trạng thái thiện. Dạ, theo con là như vậy. Tâm là chỉ có biết, mà nó đi với tâm sở nào thì nó mang tính chất của tâm sở đó. Dạ. Chưa trúng. Cho cô lên nói lại lần nữa, kỹ lại xíu, nói chi pháp đàng hoàng. Tại sao mà nó thành bất thiện, tại sao nó thành thiện? Ai lên bộ túc lại cái này rồi, mời cô Dung. Dạ, tâm thì nó chỉ là biết, tâm là bạch tạng, là nó chỉ biết đơn thuần, nó đi với tâm sở bất thiện, ví dụ như đi với tâm tham, nó đi với tâm sở tham thì đó là tâm tham, nó đi với tâm sở cái nhóm tâm sở sân thì nó là tâm sân, nó đi với cái nhóm tâm sở nhóm sở tâm sở tịnh hảo thì nó là tâm tịnh hảo. Như vậy thì nó đi với tâm chỉ là biết, nó giống như một ly nước trong thôi, thì nó pha màu nào vô thì cái ly nước đó nó mang màu đó, tức là nó mang theo cái tính chất của tâm sở. Tâm sở tâm sở thiện thì nó đi với cái nhóm tâm sở tịnh hảo biến hành. Còn nếu mà nó đi với cái nhóm tâm sở bất thiện, tham hay sân, thì nó mang cái tính chất là tham hay sân. Dạ, đó là câu trả lời của con. Rồi,
cũng chưa rõ chi pháp ha, chưa rõ. Dạ vậy, dạ như cô Kim Dung nói đúng ha, là tâm thì nó chỉ đơn thuần là biết cảnh thôi, nó chỉ có đơn thuần thôi, tâm thì chỉ có một thôi. Nhưng mà tâm sở nhân nhân bất thiện là nhân nào quý vị? Nhân bất thiện. Tham sân si là nhân thiện. Nhân thiện là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Rồi, thì tức là do sáu nhân này nó làm biến chất tâm không? Ví dụ như nhân tham nó sanh, nó sanh vô tâm nào thì tâm nó bị biến chất thành tham. Nhân sân nó sanh vô tâm nào nó biến chất thành sân. Nhân si sanh tâm nào biến chất thành nhân si. Thì nhân vô tham, vô sân, vô si cũng vậy ha. À, thì phải nói rõ ràng đó là do nhân, đó là cái mà có khả năng làm thay đổi tâm, chính là những cái sáu cái nhân này đó. Sở hữu là sở hữu là nhân chứ phải gì nữa. Nhân tham là sở hữu tham phải không? Phải phải tâm sở tham không? Phải tâm sở tham là biến chất thành tham không? À. Rồi tâm sở sân. Đúng không? Tâm sở tham, tâm sở sân, tâm sở si, ba cái đó nó làm biến chất tâm thành bất thiện đó. Vậy nếu không có ba nhân đó thì mấy kia đâu ăn thôi, đâu có sanh lên được. Mà không có ba cái nhân đó thì những cái tâm sở bất thiện kia đâu có sanh lên mình nó được. Bắt buộc phải có những cái nhân này nó mới sanh được. Thì cho nên chính những cái nhân này đó là cái mà có khả năng biến cái chất tâm trở nên bất thiện, hoặc là biến chất tâm trở nên thiện. Nắm được không? Sao mà tưởng được, học pháp sao mà tưởng. Cái nhân là chính, nó cái nhân là gốc, là căn, là rễ, còn học là sáu nhân tương ưng đủ thứ trơn rồi, giờ còn tưởng là chết rồi. Giờ mới tưởng. À chưa? Rồi. Lắm được cô bé ta, lắm được cô bé ta. Do tâm sở tham, tâm sở sân, tâm sở si, hoặc là do tâm sở vô tham, tâm sở vô sân, tâm sở vô si. À. Rồi mời cô bác ta. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá. Thì vì tụi con hiểu đọc câu hỏi rồi cứ thấy câu hỏi vậy rồi thầy hỏi là tâm sở nào thì tụi con cứ nặng đầu ra tìm cái tâm sở nào thôi. Chứ tụi con không có, ta không có hiểu là thầy hỏi cái nhân nào, những cái nhân đó nằm trong cái tâm sở. Thầy hỏi cũng lắc léo quá, thành ra tụi con học trò, tụi con không có hiểu rõ câu hỏi, thành ra tụi con nói sai. Dạ thôi, bây giờ như vậy thì con đã hiểu rồi. Dạ, con cảm ơn thầy rất là nhiều. Mình đã có câu hỏi có hai cái chữ bất thiện là thiện, hai chữ rõ ràng tại quý vị không để ý. Giờ Châu Nguyễn đổ thừa lắc léo rồi. Câu số hai. Rồi câu số hai. Không hiểu, không phục, nó bậy tụi bạ lên, nó tụi lum. Rồi sau này, tâm sở đối với tâm được biết có bốn sự đồng. Phải. Tâm sở đối với tâm được biết có bốn sự đồng. Vậy có loại nào chỉ có hai sự đồng không? Vậy có loại nào chỉ có hai sự đồng không? Câu này dễ, ôi câu này không lấy được 10 điểm nữa thôi. Mới vô câu số 1
bán trứng không kịp nè. Thôi mời. Dạ thưa thầy, thì con xin trả lời câu này. Tâm sở đối với tâm được biết có bốn sự đồng, vậy có loại nào chỉ có hai sự đồng không? Dạ thưa thầy, nó không ạ, bởi vì là nó phải có bốn sự đồng này luôn ạ. Đồng nương, đồng biết, đồng sinh, đồng diệt ạ. Nó phải có bốn sự đồng này, con xin được trả lời như vậy. Rồi, mời cô Meta. Cô Meta nói được câu này không? 10 điểm cô Meta. Mời cô. Dạ, con xin trả lời câu hỏi số 2, nhưng mà con hiểu mới có cái vế đầu thôi, tâm sở. Đối với tâm được biết có bốn sự đồng, đó là đồng sanh, đồng biết, đồng diệt, đồng nương. Còn cái vế thứ hai là vậy có loại nào chỉ có hai sự đồng không? Thì con còn dạ con nghĩ chưa ra cái vế thứ hai thầy. Thế thôi con xin trả máy lại cho quý vị khác trả lời. Rồi, nào cho Nguyễn coi, câu này dễ, cho Nguyễn không nói được rồi thôi. Rồi, mời. Dạ, Nam Mô Bức Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Dạ, thưa Thầy, cái câu hỏi số 2, tâm sở. Tâm sở đối với tâm được biết có bốn sự đồng. Vậy có loại nào chỉ có hai sự đồng không? Dạ thưa thầy, còn câu trả lời của con là không có nên nói thế. Tại vì tâm sở đối với tâm thì phải có bốn sự đồng giống như Xích Phát Nguồn Lào Cai và cô Meta có nói là đồng sanh, đồng diệt, đồng biết và đồng nương. Nhưng mà nếu như mà, trong cái đó phải nếu như phải có tối thiểu ba cái sự đồng thì nó mới nó phải có tối thiểu là ba cái sự đồng thì mới gọi là cái tâm sở chứ chứ không có thể nào mà chỉ có hai sự đồng mà gọi là đó là tâm sở được. Cho nên con không hiểu cái câu của thầy ghi có chính xác cái vế sau không, là vậy có loại nào chỉ có hai sự đồng không, hay là vậy có loại tâm sở nào chỉ có hai sự đồng không? Thì không biết có thiếu hai cái chữ đó không, cho nên cái câu này nếu như theo con hiểu đơn thuần không có bị lắc léo quá thầy, thì là không có cái loại tâm sở nào mà chỉ có hai sự đồng mà gọi là tâm sở được hết, nó phải có tối thiểu là ba cái sự đồng. Dạ thôi con đi làm trứng. Dạ con kính tri ân thầy, con nhờ thầy chỉ dạy ạ. Trả lời nói tôi lắc léo này bó tại rồi. Ba triệu đồng là ra ba triệu đồng trường hợp nào, nói được nữa lấy 10 điểm nè. Ba triệu đồng là trường hợp nào, hai triệu đồng không có đúng rồi đó, ba triệu đồng là trường hợp nào đâu, là nói lại cái lấy được 10 điểm không? Rồi mời. Dạ con cũng tính nói như Châu Nguyễn, tự nhiên là có cái hai sự đồng, tối thiểu phải là ba sự đồng bốn tứ đồng đó, đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh và đồng nương vật. Thì như tâm khai ý môn là không, là chỉ có ba sự đồng là đồng sanh, đồng diệt và đồng đồng nương vật.
đồng sanh, đồng đồng sanh, đồng diệt và đồng nương vật. Dạ, đó là tâm khai ý môn đó thầy. Sao rồi? Sao rồi? Học nhiều rồi quên hết trơn rồi, trời ơi, chết rồi. Ai lên bổ túc được không? Rồi mời. Cái kia là con đánh nhầm thưa thầy, nó có ba sự đồng là đồng đồng sinh, đồng diệt và đồng biết. Con xin phép được trả lời thêm bổ túc câu như vậy. Thì ba sự đồng, đồng sanh, đồng diệt, đồng biết, đúng không? Nhưng mà ba sự đồng đó ở đâu có được, phải nói rõ ràng như đâu cái khơi ba sự đồng. Học bài rồi quên hết trơn rồi. Rồi mời cô Dung lên gửi lại không? Dạ con thưa thầy, con nói nhầm. Đó là cái tâm tiếp thâu. Phải không thầy? Con nhớ là tâm tiếp thâu ạ. Rồi là cái này là pháp nguồn làm cai chuẩn bị nguyên chiếc xe mà xe vận tải chở lên lên núi rồi đi đông quá không được. Rồi. Sao mà thầy cứ bảo mọi người lên Phan Xi Păng thế? Con xem lại. Tâm sở đối với tâm được biết có bốn sự đồng, vậy có loại nào chỉ có hai sự đồng hay không? Dạ thưa thầy là theo con được biết là tâm sở với tâm là có bốn sự đồng, đồng sanh, đồng diệt, đồng nương, đồng biết, và không có loại nào chỉ có hai sự đồng mà có loại có ba sự đồng, là những cái tâm đây là nói về về cái tâm 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 khai môn ấy thưa thầy, thì nó có đồng đồng sanh, nó có đồng đồng biết và đồng nó có đồng đồng nương, đồng sinh và đồng diệt ạ. Con xin được trả lời như vậy. Này là dẫn tàu đi luôn rồi. Mua vé máy bay đi cho lẹ, đi chung như cũng như cũ thôi. Rồi rồi các ta. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Kha Giá. Dạ con nhớ ra là ở trong các cái tâm thiền sắc giới đó, thì những cái tâm sở đi theo nó có ba sự đồng, đó là đồng sanh lên, rồi đồng biết, đồng diệt, nhưng mà nó thiếu cái đồng nương thầy. Con nhớ như vậy, không biết có đúng không? Dạ con xin cảm ơn cho thầy. Chưa đúng, chưa đúng, nhưng mà gần đúng. Cho cô lên nói lại lần nữa, lấy cho cô cái này để trúng được cái này, cô cho cô 2 điểm luôn. Gần đúng chứ chưa trúng không? À, cô lên nói lần nữa đi. Dạ. Dạ con xin trả lời thêm là đối với cái tâm thiền sắc giới thì cái đồng nương đó là cái tâm sở với tâm đó, nó không có cái tâm, cái tâm kháng ý môn, nó không có nương vào ở sắc ý vật. Không biết có phải vậy không thầy? Đây chưa được rồi, tắt rồi.
Rồi bấm một cái lên cái này, này đi tới tàu lửa hay đi bằng xe máy bay. Rồi Dạ thầy ơi, Huynh Giang Nhật Hà đã gợi ý thì con cũng nghĩ ra là một cái sát na tâm thì nó có sanh trụ diệt, thì chắc là tâm sở và cái sát na tâm này thì nó cũng tương đương cùng nhau, thì nó đồng sanh đồng diệt, đồng nương đồng tiết, nhưng mà cái này nó có ba đồng chung là đồng sanh, đồng trụ và đồng diệt. Dạ con xin được trả lời như vậy. này bị gia nhân hạ xúi dại gia nhân hạ xúi dại rồi đi đi xuồng ở đó luôn chết rồi giờ nghĩ không ra rồi chỗ nào có ba sự đồng chỗ nào có ba sự đồng ngay lên nói được sao nhắc tới đó rồi còn nói được mà thôi. Rồi cho Nguyễn lên ha mà lấy điểm coi nãy giờ bao nhiêu người rớt mà nói không trúng nữa là cái điểm không trúng nữa là phạt quỳ nhang luôn á. Dạ thưa thầy, con có sẵn bó nhang rồi. Thầy khỏi phát thầy ơi. Dạ chắc con cũng lụm trứng luôn, bữa nay thầy bán trứng đắt quá. Tâm sở đối với tâm được biết sự có bốn sự đồng, và có loại nào chỉ có hai sự đồng, và cái phần phần này lúc đầu con đã nói rồi thì chắc là con cũng được 5 điểm hả thầy. Còn cái mà có ba sự đồng giống như cô Meta nói thì nó chỉ là ở cõi sắc giới, tại vì ở nó thì nó chỉ có nhãn nhĩ và ý căn thôi, cho nên ở đó nó chỉ có ba sự đồng thôi, chứ nó không có thể có bốn sự đồng, không thể có bốn sự đồng được, thì cái đó ở cõi sắc giới thầy. Đúng không thầy? Con thôi con lụm trứng, con không có bị hỏi, con không lên nữa, con sai con chịu thua. Dạ con kính nhường mic cho thầy. Tóc người là cây ơi mốt nha cho Nguyễn nó có ra ngoài đó cho leo bằng dây á vậy đừng cho leo bằng đi bộ một dây kéo lên à, ta trả lời tới đó rồi còn trả lời lắc lắc dạ, rồi rồi gọi chút xíu nữa chúng ai lên nói đây ai lên nói đây chút xíu nữa à, cô Meta đâu rồi. Được bỏ tay luôn. Ai lên? Cô với ta. Trời ơi, tới giờ phút này mà còn không lên được là thôi đó. Chút xíu nữa là có 10 điểm không ai lấy được. Rồi, mời cô với ta. Dạ như hồi nãy con nói đó thầy, con nói là ở trong cái tâm sắc giới thì nó mất hết một sự đồng, đó là đồng nương, thì con nói vậy đó thầy. Tưởng là nó gì gác cũng nói vậy như không ừ, sắc giới nó có sắc mà sao đồng nước nữa mà vẫn có sắc cái vật đầy đủ sao đồng nước nữa sao không có đó gọi nào gọi nào gọi nào gọi nào không cần nương gọi nào không cần nương rồi mời cô bữa đây vẫn được. Dạ nếu nói vậy thì con xin trả lời khác là ở các tâm vô sắc giới, bởi vì nó không có sắc thành ra không có nương, không có cái đồng nương, vậy có đúng không thầy, hay là lại trật xa nữa? Dạ xin thầy cho con biết. Ok
trật cái chỗ cô biết cô trật chỗ nào, nó đâu phải là tâm mà nó là cõi, có tâm để tâm sắc giới, tâm vô sắc giới người mà mình vẫn đắc được vô sắc giới vô thường, nhưng mà cõi vô sắc mới là có ba sự đồng, cõi vô sắc chứ không phải là tâm vô sắc nha quý vị nhớ để ý. Lúc người nói sắc giới mà nó vô sắc đâu mà cõi sắc giới thật lắc thì lại sợ lộn cõi không để chết người gọi là quỳ nhan đấy nha, tức là nay là phạt là cái quỳ nhan đó. Pháp Luân là cái làm chứng nha, nay là cho Nguyễn Phan quỳ nhan đúng tiếng hồ rồi hai câu thấy bán trứng hết trơn mấy chục trứng rồi. Giờ phải quỳ nhan rồi chứ có 5 điểm gì nữa chứ đặt lắc còn cãi nữa. Vậy câu số 3 câu số 3 tâm sở xúc tâm sở xúc có mặt trong trường hợp nào, tâm sở xúc có mặt trong trường hợp nào, dễ ạt ha. Tâm sở xúc có mặt trong trường hợp nào? Rồi, dạ, mời cô Meta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, câu hỏi số 3. Thầy, câu số 1, số 2, thầy hỏi khó quá. Dạ, tới câu số 3, không biết có khó nữa không? Dạ, con xin trả lời câu hỏi số 3. Con xin đọc. Tâm sở xúc có mặt trong trường hợp nào? Dạ, thưa thầy, câu trả lời của con là tâm sở xúc nó có mặt trong trường hợp mà các căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, căn tiếp xúc với cảnh, tức là các cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Khi căn mà tiếp xúc với cảnh á, thì cái tâm thức nó sanh lên. Ví dụ mắt tiếp xúc với cảnh á, thì tâm nhãn thức sanh lên. Nếu tai mà bắt được cảnh thinh thì tâm nhĩ thức sinh lên, vân vân. Như vậy thì khi cái tâm nó, tâm thức nó sinh lên thì có tâm sở xúc. Dạ, con nói về không biết đúng không thưa thầy? Đây, xa thứ mà chính xác ha, tức là có căn cảnh và thức. Ba cái này nó đụng nhau mới phát sanh xúc ha. Xà thử ha. Rồi ta chính xác đó, 10 điểm xà thử. Nó có thử bài ha, nó thử bài xà thử. Rồi, câu số 4. Đây là cô Beta nay dẫn đầu ha, 10 điểm ha. Giờ câu số 4 nè, ráng lấy nha. Trong 13 tâm sở tợ tha, trong 13 tâm sở tợ tha, tâm sở nào không có mặt trong các tâm? Hai chấm. Trong 13 tâm sở tợ tha, tâm sở nào không có mặt trong các tâm? Hai chấm. Rồi, xuống dòng, gặp lại dòng. Dòng, gặp lại dòng. Tâm bất thiện thọ xả.
Rồi, ai lên nói câu A trước đi, trả lời câu A trước nha. Từ từ tự đi xuống nha. Rồi, xin mời. Lẹ ba nha. Dạ thưa thầy, con xin trả lời câu này. Trong 13 tâm sở tự tha thì tâm sở nào không có mặt trong các tâm bất thiện thọ xả ạ? Thưa thầy là tâm sở hỷ thì nó không có mặt ở trong cái tâm bất thiện thọ xả. Bạn con được trả lời như vậy ạ. Đúng không vậy? Đúng không? Xà phải có xà và nói về hỷ với xả phải không? Còn những trường hợp khác mình khỏi nói không? Rồi là đúng hàng 10 điểm xà đúng. Rồi B, câu B. Câu B. Tâm si hoài nghi. B, tâm si hoài nghi. Rồi, mời là tiếp tục nha. Cô với ta tranh với lại Pháp Nguồn Lào Cai để lấy điểm hết á. Hai người 10 điểm rồi đó. Rồi, mời. Dạ thưa thầy, trong cái tâm si hoài nghi thì nó vắng mặt cái sở hữu thắng giải thưa thầy. Vì nó không quyết đoán được ạ. Dạ con xin được trả lời như vậy. Con xin chứng minh. Rồi mời cô mấy ta lên bổ túc. Mời cô ta lên nói được có đúng không? Xin mời. Thưa thầy, con xin bổ túc thêm là có cái tâm thêm tâm nữa là thắng, một là thắng giải, hai là hỷ, dạ, ba là dục, dạ, ba cái tâm này thì nó không đi theo cái tâm sợ, tâm si hoài nghi được, dạ, con xin phép được trả lời như vậy. Này, cô Nhung chơi nhắc tuồng cô Nhung chơi nhắc tuồng kỳ quá. Mà tâm sở chứ không phải tâm nha, Pháp Nguồn là cái tâm sở chứ không phải tâm, nói cho rõ ràng ai nào ra đó ha. Này cô Nhung nhắc tuồng ha, mà thôi kệ cũng quan hỷ ha, 10 điểm nữa là 20 rồi ha. Xà thử xà thử. Rồi gặp đầu dòng cái nữa à, C hả? C hả? C đâu có được, đâu có nhắc tuồng cũng được. Nhắc tuồng là đâu phải trí tuệ của người ta đâu. C, tâm vô trợ. C, tâm vô trợ. Rồi mày lẹ lai lẹ tay. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Khà Giá. Dạ tâm vô trợ thì không có hai cái tâm sở là hôn trầm thủy miên thầy. Dạ không biết đúng không thầy, con xin trả máy cho thầy. Rồi, ngoài tiếp. Rồi, bổ sung tiếp. Dạ, thưa thầy, thầy đang hỏi về cái 13 tâm tự tha mà cô Meta. Để con đọc lại, trong 13 tâm sở tự tha, tâm sở nào không có mặt trong các tâm mà cái tâm cuối cùng này gọi là các tâm vô trợ này. Thì thưa thầy là trong cái tâm thở sở tự tha này thì trong những cái tâm vô trợ thì gồm có tâm, có trong tâm tham là có bốn tâm vô trợ là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham
thọ hỷ ly tào vô trợ. Thì khi mà trong cái tâm tham thọ hỷ này thì 13 tượng tha thì sẽ không có cái thọ, không có cái sở hữu cần đó, thưa thầy, không có cái sở hữu cần đi cùng này. Còn cái thọ xả, thọ xả gì nhỉ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ này cũng thế á, thì là nó cũng không có sở hữu cần và không có sở hữu hỷ đi cùng. Dạ, con xin được trả lời như vậy, con xin được xuống mic. Có gì sai mong thầy bổ túc thêm không? Sai đặc lắc, sai gì đâu, đâu có sai nào đặc lắc à. Rồi mời cho Nguyễn. Dạ. Dạ thưa thầy, trong các tâm vô trợ thầy thì nó có tâm tham và tâm sân, thì cái tâm tâm vô trợ thì nó 13 cái tâm sở tự tha đó thì sẽ trừ đi cái tâm sở hỷ thầy, coi như là không có, khoan để con đọc đây, không có mặt tâm sở tự tha, 13 tâm sở tự tha thì tâm sở nào không có mặt trong tâm vô trợ thì con nói đó là tâm sở hỷ. Dạ, con kính dâng mic cho thầy. Cái này bậy bạ dữ nữa. Cái này bậy bạ gớm luôn. Pháp luôn là cai bắt lên núi nhốt chảnh luôn. Rồi mời. Thầy ơi, tôi trả lời tổng quát cho thầy, không có mà nó cứ tách ra thế này là rất là khó. Như là con trong cái tâm 13 tâm sở tự tha này thì nó không có mặt trong, đâu để con đọc lại cái câu hỏi. Không có mặt trong thì trong 13 tâm sở tự tha, tâm sở nào không có mặt trong các tâm vô trợ đúng không ạ? Không mặt trong các tâm vô trợ đúng không? Thì thưa thầy là những cái trò nói chung thì 13 tâm sở tự tha này thì những cái tâm vô trợ thì như là những cái thì phải, nếu mà tách chắc phải tách ra quá. Những cái tâm vô trợ mà thọ hỷ thì nó có đủ 13 sở hữu tự tha. Còn những cái tâm vô trợ thọ xả thì nó trừ đi sở hữu hỷ. Còn tâm vô trợ như là ở tâm sân á thì nó thọ thọ ưu á thì nó cũng trừ 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 sở hữu hỷ ra. Dạ, con xin được trả lời như vậy. Đúng không quý vị? Đúng không? Alo. Cô Nhung nhắc tồn. Rồi sao thứ hỏi ta đang nói điều tự tha mắc mới gì nó không trầm thì miên chẳng đâu mà vô trợ vô hữu trợ đâu ăn thua vô trợ hữu trợ. Còn cho Nguyễn lên nói gì kỳ đặc lắc. Rồi pháp người là cái 10 điểm hả, là 30 lại hả, cha dữ ta. Đây là 30 điểm, ngon lành đó. Câu số 5, câu cuối cùng. Câu này dễ nè. Câu số 5. Sân tật lận hối. Sân tật lận hối. Cả bốn tâm sở đều cùng có mặt với tâm sân phải chăng?
Rồi, câu này dễ. Ôi ha. Không còn lên nữa ha. Chà, chà thử. Dạ thưa thầy, sân tập lận hối cả bốn tâm sở đều có mặt với tâm sân phải chăng? Dạ thưa thầy, là đúng là như vậy ạ. Bởi vì là sở thường thường thì tâm sân thì nó có hai nhân là sân và si. Thì trong cái si phần đó, thì nó có sân tập lận hối. Và cho nên là nó sẽ từ từ con xem nào. Sân tập lận hối, quên, cần hơi bị nhầm một chút ạ. Sân tập lận hối là cả bốn. Dạ vâng, con xin phép được trả lời lại ạ. Sân tập lận hối, cả bốn tâm sở đều cùng có mặt với tâm sân phải chăng? Dạ thưa thầy, đúng là như vậy ạ. Bởi vì là nó cùng cái sở hữu sân phần, cho nên là nó sẽ có mặt cùng ạ. Dạ con xin phép được trả lời như vậy. Rồi lãnh trứng rồi, lãnh cái này lãnh trứng ngỏng luôn rồi. Rồi rồi, có phải ta lên trước mà có phải ta giật biết không kịp mà phát ngôn rồi, phải giật mít tưởng gì lên lãnh hai trứng ngỏng luôn rồi. Mời có phải ta. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đọc lại câu hỏi số 5. Dạ, câu hỏi đâu rồi? Dạ đây. Sân tật lẫn hối, cả bốn tâm sở đều cùng có mặt với tâm sân phải chăng? Dạ không phải như vậy thầy. Cái tâm sở sân thì nó đi với tật lẫn hối, nhưng mà thí dụ như bây giờ có tâm sở tật thì tật nó sẽ đi chung với sân, chớ hai tâm sở kia lẫn hối không có. Còn nếu lẫn, nếu mà chúng ta có cái tâm lẫn, tâm bỏng sẻn thì này kia sanh lên đó, thì có tâm sân đi chung, có nghĩa là nó đi từng cặp như vậy. Còn nếu có hối thì hối và sân, chứ không phải cùng một lúc mà có cả bốn cái tâm sở này. Dạ. Dạ, ngoài ra theo con thấy thì nếu mà chúng ta không có tật lẫn hối gì hết thì đôi khi chúng ta buồn bực, giận dỗi, bức rứt đồ đó thì nó sanh cái tâm sân đi một mình nó thôi. Còn nếu ta có tật thì trong đó có sân đi cùng. Nếu có lận thì lận đi chung với sân, nếu có hối thì họ đi chung với sân, đã đi từng cặp như vậy. Dạ con xin trả máy cho thầy ạ. Xà hướng, xà hướng, hay quá vậy ta, tưởng nói đi theo pháp nguồn Lào Cai là hay quá ta, xà hướng từng cặp ha, là đúng ha. Mà còn nói riêng, độc lập riêng, một cái tâm sở sân riêng nữa chứ, hay tâm sở sân riêng đó nha quý vị. Xa thú ha, vậy là câu này là thay vì được 10 điểm mà cho 20 điểm luôn. Mà quan nghênh cơ mấy ta vừa cho mà vừa giải thích đúng mà vừa bị giật mít nữa, thành ra không là bị nó giật mít. Xa thú rồi, giờ tổng kết lại ha, là cô mấy ta nhiêu điểm rồi? Rồi chúng ta được nhiều điểm ta? Rồi chúng ta cái câu này là cho 20 điểm nè, là kỳ trước được nhiêu điểm? Là 10 điểm là 30 điểm hả? Là 30 điểm, tổng cộng là 30 điểm, còn dữ vậy. Còn pháp nguồn Lào Cai cũng 30 hả? Pháp nguồn Lào Cai cũng 30 luôn. Sao đó. Rồi hai người mỗi người một cái dư nguyện quý vị ơi, hai người đọc giải quán quân hết ra. Rồi xa thú tặng bông xa thú ra. Hai người được giải quán quân ha. Trời phụ.
Rồi, loạn nhẫn quán quân hai người ha, và nhẫn cúp được rồi, nhẫn cúp được rồi, xà đấu ha. Rồi, cũng hết giờ luôn rồi, 4 giờ rồi, hết giờ rồi, quý vị ơi. Hết giờ phải không quý vị? Ủa còn bao nhiêu phút nữa? Nghỉ nha. Muốn hiệp phụ. Hiệp phụ phải không? Thôi để người khác, bây giờ hai người chia nhau đi cho nó vui ha. Rồi giờ thôi, còn nếu còn còn giờ thì học tiếp. Học tiếp thì đứa học tới đâu rồi? Đây bây giờ thì đứa học tới đâu rồi? Tấn Quyền hả? Tấn Quyền. Rồi đâu cho Nguyễn lên đọc cái phần Tấn Quyền lại cho người ta nắm ra, cho nắm lại cái đó ra. Rồi, mời cô Bích Lan đọc nha. Dạ, con xin đọc bài số 2, Tấn Quyền, Quý Rí Dìn Rí Giá. Cái chi thuộc về tâm là sự cố gắng, cần cố ráng sức, chuyên cần, tinh cần, siêng năng, nỗ lực, dốc lòng, nghị lực, không nhũng chí, không bỏ qua nguyện vọng, không bỏ qua phận sự. Phò trì, trách nhiệm. Tấn là tấn quyền, tấn lực, chánh tinh tấn. Đây gọi là tấn quyền. Sự cố gắng tích cực siêng năng, thực hiện các thiện pháp. Phận sự, điều hành cai quản các pháp đồng sanh cùng nỗ lực như nỗ lực đẩy lùi tham dục, nỗ lực cắt đứt các dây trói buộc, nỗ lực để đến bờ giác, nỗ lực để thành tựu mục đích cứu cánh giải thoát. Tấn quyền chính là tứ chánh cần, thận, trừ, tu, bảo. Ghi chú, tấn quyền có hai, tà tấn quyền và chánh tấn quyền. Có ba pháp tăng trưởng trở thành tấn quyền thiện. A. Lánh xa người lười nhác. B. Thân cận cung kính, học tập bận tinh cần. C. Hằng suy nghĩ về bốn chánh cần. Chi pháp tâm sở cần. Dạ, con đã đọc xong. Cảm ơn cô Châu Nguyễn một bài. Dạ, con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Đây, xà thấu, xà thấu. À, chúng ta xong phần tấn quyền ha. Giờ mình vô tới số 3 là niệm quyền. Satinriya, niệm quyền. Đây là một cái chi pháp rất là quan trọng nha quý vị. Chi pháp này là một cái pháp để chúng ta thực hiện á, thực hành á, thực hành trong cái tứ niệm xứ á, đó là niệm quyền. Thì cái chi là sự nhớ, sự tùy niệm, sự tưởng niệm, trạng thái ký ức, cách ghi nhận, sự không lơ đãng, sự không quên. Niệm là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm. Đây gọi là niệm quyền. À, là những cái chi pháp mà trong kinh ta nói cho mình biết ha. Tức là khi nào mình có được cái sự ghi nhớ, sự tùy niệm, sự tưởng niệm, một cách ghi nhận không có lơ đãng, không quên, thì khi đó chúng ta có được gọi là niệm quyền.
Sự chú ý, ghi nhận, ghi nhớ, không quên. Khi nào mình thực hiện được cái điều này thì mới mình có được cái niệm quyền. Tức là làm gì phải có sự chú ý, làm gì phải có sự ghi nhận, làm gì phải có sự ghi nhớ, không quên, không bị sao lãng. Thì nhờ có niệm quyền. Rồi về phận sự là kiểm soát các pháp cùng sanh, thực hiện việc ghi nhận rõ đối tượng. Đó là cái phần sự của niệm quyền ha, tức là nó có khả năng nó kiểm soát các pháp mà nằm sanh chung với nó để mà thực hiện cái công việc, để mà mình ghi nhận cái đối tượng, chẳng hạn như thở vô thở ra, đi đứng nằm ngồi co duỗi vân vân, thì tâm sở niệm này là niệm quyền này, nó là có cái khả năng nó kiểm soát, nó làm cho những cái pháp sanh chung với nó được làm chung cái việc đó, là ghi nhận không quên. Rồi đặc biệt niệm quyền chỉ có trong hai tánh thiện và vô ký, không có trong tánh bất thiện. Niệm quyền mà chỉ có trong thiện và vô ký thôi, chứ nó không có trong tánh bất thiện. Tánh bất thiện thì không có niệm ha, không có tâm sở niệm trong tánh thiện ha, cho nên mình thường nói tà niệm ha, thì nhưng mà thật sự nó không có phải là tâm sở niệm này nha quý vị. Tà niệm là tâm tham ha, tâm tham hoặc tà kiến, tà niệm hoặc là sự suy nghĩ bậy bạ, suy nghĩ về tà niệm, nhưng mà nó không phải là tâm sở niệm. Niệm quyền nó chỉ có trong cái tình hảo hoặc là trong tâm thiện hoặc là vô ký thôi, nhưng mà niệm quyền. Rồi niệm quyền hiện hữu trong tứ niệm xứ, tức là tâm sở niệm á, khi mình tu tập về tứ niệm xứ thì cái niệm quyền nó có mặt trong cái tứ niệm xứ, tức là thân thọ tâm pháp, tức là tứ niệm xứ, thì lúc đó chúng ta có niệm quyền. Rồi rồi trong kinh Đức Phật dạy nè, cách thác sát tin trí văn đắc thấp bằng cần tìm niệm quyền ở đâu? Cha tu su sa ti bát tha nề su ép thác sát tin trí văn đắc thấp bằng cần phải tìm niệm quyền ở bốn niệm xứ. Đức Phật dạy rõ ràng là muốn tìm niệm quyền ở đâu, chỉ có trong bốn niệm xứ, tức là tứ niệm xứ. Đó là cái mà chúng ta muốn có được cái niệm quyền, muốn có được cái sự mà ghi nhận ghi nhớ tốt đẹp thì chỉ có trong tứ niệm xứ ha, có cái niệm quyền một cách rõ rệt, một cái sức mạnh của cái niệm ha, có cái khả năng riêng của nó là niệm quyền, đó là tìm ở trong tứ niệm xứ. Rồi có ba pháp nuôi dưỡng làm tăng trưởng. Tức là có ba pháp để mà nuôi dưỡng làm cho tăng trưởng cái niệm quyền này. Mút thách sát tì bút cá lê bởi quách cha quá tô bởi quách cha gia tô ha, tức là xa lánh người lơ đến, tức là mình không nên thân cận với những người mà lơ đến, những người mà hay hay quên, những người mà không có chánh niệm, những người sống buông thả, tức là chúng ta phải xa lánh những người đó. Nói gì mình gần người đó thì mình cũng giống họ luôn à, mình từ từ mình cũng đi theo họ luôn và cho nên mình phải xa lắm người lạ đến. Upatthitat sati bút cái lề c quá tô phát chất tô bái di rupa sát tô, thân cận cung kính học tập người có niệm. Tức là đây Phật cũng dạy cho mình biết là mình muốn có được cái niệm tốt là mình phải nên thân cận những người có niệm, mình phải biết cung kính những người có niệm, mình phải là học hỏi những người có niệm. Khi mình thân cận, mình cung kính, mình có sự tôn trọng những người đó, mình có sự học tập, thì người có niệm, người có sự tu tập tốt đẹp, người ta sẽ nói lên những cái kinh nghiệm của người ta cho mình, thì lúc đó chúng ta sẽ học được những người đó. Cho nên chúng ta cần phải thân cận, cung kính, học tập những người có niệm. Rồi Satipatthana Bát Chá Quét Khá Tô, tức là thường quán xét các pháp niệm xứ, tức là mình phải thường xuyên quán xét thân thọ tâm pháp, mình thường xuyên mình quán sát liên tục ha, chứ là mình đừng có lơ đễnh, đừng có lo ra, đừng có dễ vui ha, tức là mình phải thường quan sát các pháp về tứ niệm xứ đó. Thì chúng ta phải luôn nhớ những cái cách này để nếu mình muốn làm cho cái niệm quyền được tăng trưởng, mình muốn nuôi dưỡng nó cho nó được tốt đẹp thì chúng ta phải thực này thôi, chứ nếu mình không thực hiện thì chắc chắn là nó sẽ không có tăng trưởng được. Thứ nhất là mình phải xa lánh nè người mà lơ đễnh, người hay quên, người hay phóng dật, người mình phải xa lánh người đó.
mình gần những người có niệm, những bậc thiện trí thức, những bậc có tu tập về niệm xứ, và mình phải thường xuyên quán sát các pháp đó, thì có như vậy mình mới có được cái sự mà tốt đẹp về cái niệm. Chứ nếu mình không có thực hiện ba cái pháp này thì khó lắm, mình tu chơi tu nháp cho vui thôi ha, khó mà thành tựu được ha. Cho nên muốn có được cái sự tốt đẹp về cái niệm quyền, chúng ta phải thực hiện ba pháp này. Rồi chi pháp nó chính là tâm sở niệm, là tâm sở niệm. Tâm sở niệm chỉ có mặt trong tâm sở tình hảo thôi, cái gì trong cái 19 tâm sở tình hảo tiến hành đó, tính niệm tạm quý do pha như sân hành giả đó mà tâm sở niệm. Cho nên mình phải muốn tu tập, muốn có sự tốt đẹp, phải có cái tâm sở niệm này. Mà muốn có tâm sở niệm này phát triển lớn mạnh tốt đẹp, phải tránh xa những người không có niệm, tránh xa những người mà có ngày nói chuyện bây giờ ha, lơ đãng rồi phóng dật này kia nó, rồi mình lên thân cận những bậc là cung, những bậc mà có niệm, có sự tốt đẹp, có sự tu tập, có sự ghi nhớ, có sự thực hiện tới mình trước. Mình nên thân cận những bậc đó và cung kính những người đó, học tập những người đó, thì lúc đó chúng ta sẽ phát triển được cái niệm. Và mình phải thường xuyên quán sát ha, quán sát về cái niệm xứ. Rồi đó là về tâm sở, về cái niệm quyền, là xong cái phần niệm quyền ha. Rồi tới số 4 là định quyền, Sama Thiền Trí Giác là định quyền. Cái chi là sự định trụ của tâm, sự vững trú, sự vững vàng, sự không tán loạn, sự không lao chao, tính cách tâm không sao xuyến, chỉ tịnh, định quyền, định lực, chánh định. Đây gọi là định quyền. Là câu kinh cho mình biết nha. Là cái gì mà là một sự định trụ của được tâm, tâm mình được vững trú vững vàng, không có bị lao chao loạn động ha, tâm mình không có bị sao xuyến trần cảnh ha, thì lúc đó chúng ta có được định nguyên, lúc đó chúng ta sẽ có được như vậy, thì sự không tán loạn, không loạn tâm, an định, nói gọn nha, sự không tán loạn, không loạn tâm, tâm được an định, là định nguyên. Rồi phận sự kiểm soát cai quản các tâm sở cùng sanh, an định vào đối tượng, mình được gọi là định quyền ha, tức là nó kiểm soát cai quản các tâm sở cùng sanh đấy đó, để mà được an định vào đối tượng thì gọi là định quyền. Định có hai pháp là tà định và chánh định. Cái này nó khác với niệm, niệm nó chỉ có trong cái định thảo thôi, nhưng mà định thì nó có hai loại, tà định và chánh định. Nếu mình định trong tà định đó, tức là định trong tham, trong sân, trong si đó, thì gọi là tà định. Còn mình định trong thiện pháp là chánh định. Thì như vậy định ta cho mình biết có hai, là tà định và chánh định. Rồi tà định là định quyền trong các tà pháp, an trú đồng sanh trong các tâm bất thiện, thì gọi là tà định. Ví dụ như thằng ăn trộm mà nó tập trung tư tưởng, nó canh me không này để nó chôn, thì lúc đó nó có định, nó có tâm sở định, nhưng mà định nó là thuộc về định, thuộc về tà và pháp ha. Thì như vậy là tà định. Còn chánh định là định trong các chánh pháp, là khi mình có định quyền trong các chánh pháp, tức là mình có an định trong trong thiền, tâm mình có định trên những cái đề mục tu tập về thiền chỉ, thiền quán, thì lúc đó chúng ta có được chánh định, tức là định quyền trong chánh pháp, để mình nắm rõ cái vấn đề một cách rõ ràng ha. Rồi Đức Phật dạy cách ta sama thí indriyang đắt thấp băng, cần tìm định quyền ở đâu. Đức Phật dạy là chúng ta cần phải tìm định quyền ở đâu, thì Đức Phật nói rằng chắc tu su cha ne su et tha sama thí sama thình riyang đắt thấp băng, cần phải tìm niệm quyền ở bốn thiền chứng. Tức là cần muốn tìm được niệm quyền thì chỉ có ở bốn thiền chứng, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ở kinh là có tứ thiền ha, đó là cần phải tìm niệm quyền ở bốn thiền chứng. Rồi
có ba pháp nuôi dưỡng và làm tăng trưởng cái định quyền rồi đó. Tức là có ba cái pháp. Thứ nhất là Asame Hite Bukkale Mariwachayato, lánh xa người tâm không có an trú, tức là lánh xa những người tâm loạn động. Đừng có chơi với mấy người đó ha, lánh xa người tâm không an trú. Samahite Bukkale Sewato Pachato Mayiruba Sato, thân cận cung kính học tập nơi người có định nhập. Là mình thường thân cận cung kính gần những nhân vật mà đã có tu tập thiền, đã có sự nhập thiền, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là những người có những sự tu tập về thiền quán, đã có những cận định, chẳng hạn, mình nên thân cận những người đó và cung kính đảnh lễ những người đó, phải học tập những người đó, bởi vì những người đó đem đến sự lợi ích cho mình rất là nhiều, giúp cho mình được thành tựu những cái thiền pháp. Đó là cái thứ hai, là nên thân cận cung kính học tập nơi người có định nhập. Rồi cái thứ ba là cha nó quý mốc khê bắt cho quét khát tô, suy xét về thiền tịnh và giải thoát. Tức là mình phải thường suy xét về thiền tịnh, là tôi suy xét về các thi tu tập thiền chứng như thế nào và tu tập về giải thoát như thế nào, đạt tới vô ngày giải đạo ha. Thì như vậy chúng ta có sự suy xét như vậy, thì như vậy có ba pháp nuôi dưỡng làm cho tăng trưởng về định quyền, làm như thế. Rồi chi pháp chính là tâm sở nhất hành. Tâm sở nhất hành nó là trong tâm sở thuộc, thì trong thuộc nhóm là tự tha, có gì ha, nằm trong cái nhóm tự tha ha, và nó không có thiện hay có thiện vậy đó. Cho nên chính vì như vậy nó mới có tà định và chánh định là cái chỗ đó ha. Cho nên đó là cái chúng ta cần phải để ý như vậy ha. Rồi như vậy là chúng ta có cái phần về cái định quyền. Rồi tới số 5 là tuệ quyền bên nhìn trí giác. Tuệ quyền bên nhìn trí giác, cái chi là trí hiểu, hiểu rõ, lựa chọn, cân nhắc, trạch pháp, tham khảo, phân định, khảo sát, thông thái, rành mạch, khôn ngoan, sáng suốt, suy xét, nghiên cứu, minh mẫn, mẫn tiệp, hồi quang, quán minh, tỉnh giác, sắc sảo. Tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, tuệ như vũ khí, tuệ như lâu đài, tuệ như ánh sáng, tuệ như hào quang, tuệ như ngọn đèn, tuệ như bảo vật, vô tri, trạch pháp, chánh kiến, gọi là tuệ quyền. Như vậy là trong kinh ta cho mình biết rất là nhiều cách để mà diễn đạt cái sự tuệ quyền này, là một sự hiểu biết, một sự thông suốt, một sự tham khảo, phân định, sáng suốt ha, nghiên cứu, mẫn tiệp, hồi quang, quán minh, tỉnh giác, sắc sảo, vân vân vân. Thì như vậy được gọi là tuệ quyền. Rồi phận sự là kiểm soát, cai quản các pháp đồng sanh. Tức là tuệ quyền là quyền, là khả năng kiểm soát, tức là phận sự nó là kiểm soát, cai quản các pháp mà cùng sanh với nó, để thực hiện cái công việc là hiểu rõ các pháp. Tức là nó tuệ quyền này nó có một cái khả năng là nó để mà thấy rõ được các pháp, và cho nên nó điều khiển những cái pháp khác đồng sanh chung như nó để cùng nhau thực hiện cái công việc đó. Đặc biệt tuệ quyền chỉ có mặt trong tánh thiện và vô ký thôi, nó không có trong bất thiện. Tuệ quyền là chỉ có mặt trong tánh thiện và vô ký, và nhất là nó có trong những cái tâm, nếu mà thiện dục giới thì nó thuộc về những cái tâm thiện hợp trí. Còn sắc giới và sắc giới và siêu thế thì đương nhiên là phải có nó ha. Cho nên tuệ quyền nó không có mặt trong những cái tâm bất thiện. Rồi đó là như vậy. Rồi Đức Phật có dạy như vậy: cách tháp bằng nhìn trí văn, đất thấp bằng cần tìm tuệ quyền ở đâu? Cha tu su ariya sắc chê su ết tháp bằng nhìn trí văn, đất thấp bằng cần phải tìm tuệ quyền ở tứ thánh đế. Đức Phật nhấn mạnh cho chúng ta thấy rằng tuệ quyền là có mặt ở trong tứ thánh đế, tức là khổ tập diệt đạo. Tức là lúc này là Đức Phật nhấn mạnh tới một cái sự mà giác ngộ, sự thấu rõ được bốn pháp tối thượng, bốn pháp tương lai là bốn cái sự thật là tối thượng, đó chỉ có bậc thánh có thể thấy được nè ha. Thì lúc đó là được gọi là có tuệ quyền một cách là rõ rệt, một cách vững mạnh. Vì vậy cần phải tìm tự quyền ở tứ thánh đế.
Rồi có ba pháp nuôi dưỡng và làm tăng tăng trưởng không? Cũng cũng giống như cái kia thì nó cũng có ba pháp. Ba pháp nuôi dưỡng. Nhất là đúc banh nhê bút cá lê bởi quách cha tô bởi quách cha gia tô lánh xa người ác tuệ. Lánh xa người ác tuệ ha, tức là cái người mà có trí mà thuộc về ác trí, tức là những người ác. Nhiều người ta có ác mà ta cũng thông minh lắm, vậy là mình phải tránh xa người đó, bởi vì rất là dễ để chúng ta bị ảnh hưởng những cái đó. Những người đó người ta có những cái sự lý luận, sự suy nghĩ về điều ác cũng rất là nhạy bén, cho nên mình phải nên tránh xa người đó để chúng ta mình sẽ bị ảnh hưởng ha. Là cái nguyên nhân thứ nhất để làm nuôi dưỡng, làm tăng trưởng cái tuệ quyền. Thứ hai là banh nhá quanh tê, banh nhá quanh tê bút gá lê xê quá tô bá chá tô bá dí rú bá sá tô, thân cận cung kính học tập theo bậc trí. Đó là mình phải nên thân cận, phải nên cung kính, phải nên học tập theo những bậc có trí, những bậc có sự tu tập, những bậc có pháp, những bậc có những cái sự mà hành pháp cao thượng. Thì như vậy chúng ta phải tìm cách thân cận những vị đó và cung kính học tập những bậc đó. Đây là cái nguyên nhân thứ hai để làm cho chúng ta có thể có khả năng phát triển được cái tuệ quyền. Rồi cái thứ ba là gâm phi ra nhà na chá đi dăng bắt chá quét khá tô, quán xét những pháp thâm sâu. Tức là đây chúng ta phải thường xuyên quán xét những cái pháp thâm sâu, những cái pháp nhiệm màu, những cái pháp mà coi như là rất là thâm kín, khó mà hiểu được ha. Chẳng hạn như chúng ta đã thường quán những cái pháp thuộc về chân đế, những cái pháp mà thực tính pháp, những cái pháp mà đưa chúng ta đi đến một cái sự phát triển được cái trí tuệ. Nếu mà mình không có chịu quán xét, mình làm biếng thì cái tâm mình nó bị chậm lục ha, nó bị rề, nó không có mạnh mẽ được, nó không có nhạy bén được. Cho nên mình phải tập thường xuyên mình quán sát những cái pháp đó. Chẳng hạn như mình học vi pháp, mình thường quán sát những cái pháp thâm sâu bên trong đó là như thế nào, mình suy xét những cái pháp đó, mình học tới đâu mình suy xét, chứ không phải học đọc cho có, nghe cho có rồi cái xong mình bỏ đó, rồi mình lười biếng suy nghĩ ha, lười với rề đó, không suy nghĩ, không chịu học hỏi thêm, không có chịu động não. Đó, rồi lên đặt câu hỏi, rồi lên trả lời tùm lum tà la ha, lãnh học dịch này nhiều vô quý vị chịu khó quán xét cho nó thâm sâu vô. Đó, phải tân cận bậc trí cho nhiều vô, học hỏi cho nhiều vô ha, tránh xa những người bậc giả trí nha quý vị. Thiện trí được như giả trí là không được ha, những người tưởng là có trí mà sự không phải ha, phải cẩn thận cái đó ha. Cho nên mình phải thân cận, mình phải cung kính, phải tìm học những bậc thiện trí, những bậc có trí thật sự đàng hoàng, tức là những người mà có hiểu biết đúng pháp đàng hoàng. Còn những người mà cái miệng người ta nói tùm lum tà la, mình tưởng người ta giỏi mà thật sự không có đâu. Cho nên mình phải để ý cẩn thận cái đó, thân cận những cái người mà trí giả mà thôi mệt đó. Mình trí thật sự, còn những cái bậc mà nhiều người ta cũng giỏi lắm, mà có cái lý luận rồi cũng dữ dội lắm là nhưng mà thực sự phải cho nên đó là cái vấn đề mà chúng ta phải cần phải để ý, phải cần học hỏi, phải thân cận những bậc mà có tiến độ, những bậc có cái sự tu tập mà chân chánh, nhìn qua cái giới hạnh của họ mình cũng có thể đoán được ha. Để mình biết được, ví dụ như người đó có sự tu tập tốt đẹp, gìn giữ giới hạnh tốt đẹp, còn có người mà buông lung sống, buông thả sống, phá giới sống này kia, thì điều này là mình nhìn sơ là mình cũng có thể biết được ha. Cho nên phải cẩn thận gần những người mà trí giả là mình mệt mỏi đó ha, lâu ngày mình cũng giáo hịch gì luôn ha, cũng đi nói tùm lum tà la. Đó, cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta muốn có được một cái tuệ quyền, muốn có được một trí tuệ thì mình phải học hỏi, suy nghĩ, suy xét thâm sâu, phải suy xét về những cái pháp cho nó đúng, cho nó tốt. Rồi khi mình nghe người ta nói pháp này kia, mình phải suy nghĩ, đừng có dội tin, mình nghe đừng có tin,
đừng có lên, phải suy xét coi cái này có đúng pháp không, cái này có đúng nhân quả không, cái này có thật sự là cái mà đem đến cái sự mà làm cho giảm tham, giảm sân, giảm si không, hay là nghe nói, học nghe theo người đó thời gian cái tham mình mới có, mới có 1 ký, một tháng sau nó lên 2 ký, tháng nữa lên 3 ký, nó lên từ 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 ha, theo thời gian sau cái mình thành đại tham thành trở thành là giả, là giả trí luôn, đi thuyết chuyện thuyết pháp giả không ha, thuyết bào lạc chỉ đấy là nói là luận lý đủ thứ chuyện, là phải cẩn thận hết sức ha. Đây là vấn đề mà chúng ta phải tự mình phải biết cách mình làm sao, mình quán xét những cái pháp như thế nào cho nó được tốt đẹp, quán xét pháp thâm sâu, pháp nào đúng chân tướng, đúng thật tướng, đúng thực tính pháp đó, pháp nào đem đến cái sự an lạc, pháp nào đem đến cho chúng ta được cái sự mà trở nên trong sạch hóa một cách tốt đẹp thì đó là chánh pháp. Còn pháp nào mà càng ngày là càng tham, càng ngày càng ngã mạn thì cái đó không phải ha, nên cẩn thận vô cùng. Rồi trong cái vấn đề mà chúng ta thấy là những cái quyền này, tính tấn niệm tình tuệ quyền này ha, là 5 cái pháp mà chúng ta cần phải tu tập, cần phải làm cho nó phát triển lớn mạnh, phải nuôi dưỡng nó. Nếu mình không có biết nuôi dưỡng, mình cứ dễ vui, mình cứ dễ vui dễ buồn ha, là lúc mà lúc thì có niệm, lúc thì thất niệm, lúc thì siêng năng trong thiện pháp, lúc năng trong ác pháp, lúc thì suy nghĩ chút xíu có trí tuệ chút, lúc thì mình là đần tuệ ha, mà không suy nghĩ làm biến suy nghĩ, lười suy nghĩ, học là giống như vẹt ha, học xong rồi không quăng đó, học xong để đó, không có chịu động não suy nghĩ, thì như vậy là vô phương mới phát sanh được trí tuệ. Phải cẩn thận vô cùng ha, phải không học thôi, mình học rồi là mình phải biết cái giá trị của cái giáo pháp, bởi vì nếu mà mình không biết được giá trị của giáo pháp là mình dễ vui lắm, mình coi thường ha, mình không có làm cho phát triển. Nhưng mà quý vị nên biết là cái thời gian nó qua mau lắm nha, quay qua quay lại cái năm, quay qua quay lại 2 năm, thời gian qua rất mau, mà nếu mình không có sự học hỏi, không có sự siêng năng tích cực thì qua rồi 2 năm sau, 5 năm sau mình cũng vậy, không có gì phát triển nữa. Cho nên mình thấy rất là uổng, mình suy nghĩ là cái thời gian nó qua mau mà mình không có học, không lượm được, chỉ là mình để cho phí phạm như vậy rất là uổng ha. Trong khi đó người có trí, người ta biết, người ta cố gắng học từng giờ từng phút một ha. Ta phát triển 10 năm, 1 năm sau là ta khác rồi, 2 năm sau là ta khác, 3 năm sau là ta khác, càng lúc mà càng phát triển. Còn mình cái tu lết á, mình cứ tàn, cái hỏi tới thì bí, hỏi tới bí. Siêng năng nha quý vị, ta tích cực siêng năng lên từng giờ từng phút. Đừng có để cho thời gian qua uổng lắm, qua mau lắm á, quay qua lại cái dạ sao, quay qua lại cái là diêm vương nó gõ cửa ha, là thấy mệt rồi ha, trong cái đó pháp mình chưa lụm được nhiều ha, uổng ha, thời gian qua rất là uổng, phải cố gắng, phải hãy mình rảnh như nào mình cố gắng mình gom thiện pháp vào đó ha, cố gắng suy nghĩ về những pháp cao thâm, những pháp thâm sâu, chứ không thôi để quay qua lại cái già đó. Trong khi đó là nếu mà mình 10 năm sau ha, mà mình có học ngon lành ha, đều là 10 năm sau mình giữ ha, pháp mình nắm trong tay mình ha, mình nắm được cách để mà mình tu tập như thế nào tốt đẹp. Còn nếu không thì giờ có 10, 20 năm sau cũng vậy nè, còn tệ hơn ha, càng lúc càng tệ hơn. Cho nên đây là chúng ta phải tự cân nhắc với mình ha, phải cố gắng học được nhiều cứ học được gì cứ học, để thôi nó thời gian nó qua cái hết rồi, uổng lắm, rất là uổng. Chúng ta thấy nó nhiều người cũng vậy, hồi xưa cũng thấy theo tu học đủ thứ đó. 10 năm sau hỏi lại cũng không biết gì đó. Rồi 10 năm sau nữa gặp lại cũng như không, chắc quá rốt cuộc cũng không hiểu được gì đó, học không biết tu làm gì, tu ngồi chơi hay làm gì trời. Nhưng mà quý vị thấy thời gian qua mau lắm, xe qua xe lại cái 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, xe ra lại già tới nơi trời. Pháp thì không có già, pháp thì non như nít không, nhưng mà phải cố gắng, mình phải biết mà tận dụng cái thời gian từng chút mình biết gom ha. Còn mình không biết gom mình thiệt thòi cho chính mình ha, mình sẽ mất mát rất là nhiều. Sau 10 năm sau mình sẽ mất hết tất cả những cái gì mình có cơ hội mình học mà gì mình không học. Cơ hội nó chỉ đến, còn nó qua đi rồi thôi chúng ta sẽ mất hết. Trong khi đó những lúc còn trẻ còn khỏe mạnh mình không học,
để cho nó qua rồi hơi già yếu rồi học gì nói nữa, mất sức rồi học gì nói nữa. À, cho nên đây là cái vấn đề chúng ta cần phải siêng năng tích cực, phải tránh xa những người ác, thân cận những bậc thượng trí thức và thường xuyên quán xét pháp, thường xuyên là học hỏi các pháp một cách là tốt đẹp tinh tấn. Thì như vậy cái cuộc đời mình mặc dù ngắn ngủi, nó ngắn ngủi đó, nhưng mà nó sẽ rất là hiệu quả và nó là tài sản cho quý vị mà đem theo trong nhiều đời nhiều kiếp khác. À, những tài sản là thiện pháp và tài sản rất là quý báu, bởi vì nó đi theo mình. À, còn những cái tài sản vật chất thì nó có theo đâu, nó không dắt thấy đó mất đó à. À, nhưng mà chỉ có tài sản thiện pháp mà nó đi theo mình, đem tới cho mình những cái sự an lạc, sự hạnh phúc, sự tốt đẹp, có trí tuệ viên mãn. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải để ý, cần phải lưu tâm ha. Rồi nay mình học tới đây là vừa phải lẽ ha, tuần sau mình học tới nam quyền nữ quyền thì tiếp theo luôn ha, cho hết toàn quyền ha. Rồi do phước quý báo hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả hai. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Phật Bà, Nam mô Sa Di Đà. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy rất là nhiều đã đến rung Phật giáo Nam Truyền để dạy di dự pháp cho chúng con, để trí tuệ chúng con mỗi ngày được tăng tiến. Dạ. Sau đây con xin đọc phần sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo để kính xin Ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Uttamang ghe na wan de hang ba da bang sung wa uttamang Butte yo kalito do so butto khma tu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ với trần chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vi phạm đến Phật Bảo, cú xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê ná quanh đê hằng thăm mạnh cha đu vi thằng quá rằng thăm mê vô khá lý tô đô sô thăm mô khá má tu tăng má măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo là Pháp Học và Pháp Hành. Các tội lỗi mà con đã vui phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hằng sang khanh cha đu vi thot ta mang sang khê vô khá li tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và con kính dân bích đến Ngài Trí Đức để Ngài chúc phúc con ạ. Phụ Phật Tu Sĩ Phẩm Mong Ga Lăng Ra Khăn Tu Sĩ Phật Đế Hoa Ta Sĩ Phật Phật Đế Hai Nụ Khoa Quê Nụ Thật Đà Sô Thí Phụ Huynh Tu Sĩ Phụ Phật Tu Sĩ Phẩm Mong Ga Lăng Ra Khăn Tu Sĩ Phật Đế Hoa Ta Sĩ Phật Thâm Ma Nụ Khoa Quê Nụ Thật Đà Sô Thí Phụ Huynh Tu Sĩ Phụ Phật Tu Sĩ Phẩm Mong Ga Lăng Ra Khăn Tu Sĩ Phật Đế Hoa Ta Sĩ Phật Sang Thế Hai Nụ Khoa Quê Nụ Thật Đà Sô Thí Phật Quân Tụ Tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo pháp, do nhờ quá đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sư Hoàng Thất Lạc Thô Thức Tổ Vô Rô Nô Bồ Tát Sa Sa Nê A Rô Gô Thức Tổ Hôi Sa Sạc Bê Nha Thí Phi Sa Thất Lạc Tham Sư Phật Tà Vô Rô Na Vô Thác Sa Sa Nê A Rô Ga Sư Phật Tà Hôi Sa Hạ Sập Bê Nha Thị Quy Tê A Tha La Tha Sư Phật Tà Vô Rô Na Vô Thác Sa Sa Nê A Rô Ga Sư Phật Tà Hôi Tha Sa Hạ Sập Bê Thị Nha Thị Quy Cầu Xin Cho Các Thiền Tín Được Sự Lợi Ích, Được Sự An Vui, Được Sự Tăng Hoa Trong Đường Phật Đạo. Cầu Xin Cho Các Thiền Tín phải bình hoàng được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú sa thú lành thay. Dạ đề quá ta san tiểu hà hoa xin.